Sư sợi phong phong tỏ ọc nía lúc rút chung mắc chân đá một bếp chí lấy xâm đạch ạ kẹt mô hà xin nà bật lấy đi chô hôn sáng bệnh tật tên khách cân đào lúc rút bằng riêng mộc vụ chìa phía xa khám máy thả tìm rằm bí khlâm xa âm bí bốc cơ lực cầm đại thất nữ khăn ông sư phân sức xa cố tùm bó tí mùi rối xam sấp rằm bí đón tùm bó tí mùi rối xam sấp rằm buồn thất khăn ông mê riêng tìm rằm bí đâm lấy nấy ca nghỉa. Bên sắc xa mê rinh ni chóp, ôn nâng mê lần tập hiếp Pháp nâng bóng hành âm phí bốc cực lực cắm. Chúng phù nè sắc xa với nhé. Nhét nâng bát đăng âm phí rụt biếp nấy ca pra bốc cực lực cắm. Nơi khăn ông át tập bót xâm nê rướng xoay xoay. Lớp bình ní, nhét nâng mê lần tập hiếp pra chùm nét đấng. Đãi tư tu bán phí ca sắc xa âm phí bốc cực lực cắm. Khăn ông ca sở xế, ca ní giấy. Dốt tập pra khăn ông chi phí rụt nấu pra chăm thằng ngày. Lúc rụt bằng hai rụt phiếp muối, đại chí chung nông chương rường. Prea tất, khăn, bộ bộ. Chân prea tất nhé, quật khăn bộ bộ. Chân bia khăn nâng hơi, kia ao chung mua thá, bục cơ lực cảm. Đại chí lệ cả nạ đồ bò mà nụ, ao tư thò mà chết. Ở vậy đại bục đo lệ cả nạ đồ bò mà nụ, tư ao thò mà chết. Kia ao chung mua thá, bục cơ lực cảm. Đối với ní, lúc rụt miên xung nông mối xu phẩm ôn tổ khăn nế. Tha ta. Đội một đách hai thá bốc cơ lực cảm. Xùm đùm đoàn tiết. Đội một đách hai thá bốc cơ lực cảm. Ở căn tay chắc ba chữ lực trong cáo ấy. Đội một đách hai thá bốc cơ lực cảm. Lực rút miết châm lời bấy ôi bọn phụ ôn tâm ca chơi rứa. Châm lời có phút đo lẹ cả nạ. Mà nú đo sát vất thọc. Chúm nói khó, đo lẹ cả nạ mà nú, đo rụt của chiếc, thó mà chiếc. Nâng chúm nói cổ, đo lẹ cả nạ, đo sát và thó, rụt của chiếc, thó mà chiếc. Vẫn chạm đo tiết, có đo lẹ cả nạ mà nú, đo sát và thó, khó đo lẹ cả nạ mà nú, đo rụt của chiếc, thó mà chiếc. Nâng chúm nói cổ, đo lẹ cả nạ mà nú. Đó sát và thó rụt của chiếc thó mà chiếc. Đội ní lực cử rút nâng túc bếp bằng tích. Ôi bộ ôn thư ca chưa rất chùm lời. Và về lý có ba mục đó lúc rút chưa tha phong phong tỏa khả ban chưa rút chùm lái rút tỏa hỏi. Ở lớn dương mục tiêu tốt tỏa khả nế chùm năng lúc rút chùm lái đại trâm trớ cứ chia chùm lái. Chùm lái. Cứ chia chùm lái. Chùm lái. Cô. Đó lẹ cả nạ mà nú. Đó sát và thô. Rút của chiếc. Thô mà chiếc. Rí ai chùm lái có nâng chùm lại khó mình trăm trời tỷ lực cử mình chẹp đoàn thiết chùm lại trăm trời cứ chia chùm lại cổ đo lẹ cả nạp mà nú đo sát vật thó rụt của chiếc thó mà chiếc mình chẹp căn tài chùm mà đoàn thiết chỉ lực trong cáo ấy chùm lại trăm trời cứ chia chùm lại cổ đo lẹ cả nạp mà nú đo sát vật thó rụt của chiếc thó mà chiếc hay là với ban chỉ riêng cho chùm lại cổ dưỡng từ mưa cá bộ sai từ ngọc nia bộ cực lực cám cứ chia với thi đo lẹ cả nạ mà nú ôi từ sát ôi từ vật thổ ôi từ ru cực chiết nâng thò mà chiết sát miền món tia cái vật thổ tốc tu của ai chẳng đấy ru cực chiết đôi chiết đàm chơ ca đàm và phê ru cực chiết xem xì nâng thò mà chiết đôi chiết pliêng và chán nâng phải là tức nâng lặng nâng lặng xây dựng điện đã bây giờ ông căn tay chọc ba tôi lớn mê riêng bộ lực cám lúc rú mình làm hát ở phòng ôn thư ca nó vọt ở ngọt nìa ở lấy những tên thư ca vực hát tim mùi cô ông cơ lệch mơ là ba mùi nế còn cái kinh cuốc lớp tuộc tư bờ giúp nâng ca prùng còn cái kinh cuốc lớp tuộc tư bờ giúp nâng ca prùng
xem nước suy thả bố có lực cắn lực tốt khang lớn đi phật đó là cái nạn mà nụ ôi tớ ở vầy mình chạm đó tiết bố có lực cắn bị thả lực tốt đó nghe khang lớn đi phật đó là cái nạn mà nụ ôi tớ ở vầy mình chạm đó tiết bố có lực cắn lực tốt khang lớn đi phật đó là cái nạn mà nụ ôi tớ ở vầy lực rưu miên chùm lại ôi phong phong thuê ca chứa rứa đau chùm lại có ôi giả sạp chùm lại khó vật thốt nâng chùm lại cố rụt cái chết nâng chùm lại khổ thó mà chết lực rưu mình chép đoàn tiết ta biết lực tốt đó là cái nặng mà nụ ta ở với có sạp khó vật thốt cố rụt cái chết nâng khổ thó mà chết đôi ní lực rưu nâng tốt bê bằng tách ôi bọn ôn thuê ca chứa rứa chùm lào và về lý của ba một đó lúc đó chưa tha phong phong ổn tỏ khả nâng bác chưa được chùm lại rồi tới hai à lỡ con tỏ khả một tiếng tốt chùm lại chùm mình lúc đó tiếng ổn khả đôi ní chùm lại này tâm trấn cứ chia chùm lại chùm lại chùm lại này tâm trấn cứ chia chùm lại chùm lại chùm lại có sạch và ri ai chùm lại khó nâng chùm lại cố nâng chùm lại khô cứ chia chùm lại đây mình trâm trời tì đầu đi chùm lại trâm trời cứ chia chùm lại cổ sạch buộc lực cắm lực tốt và đo liệt cả nã mình nút oi tới sạch mùa hai đấy ban chia chùm vô chùm lại cổ dương từ mứ ca bỏ sát trong ọc niệm buộc lực cắm đo liệt cả nã mình nút oi tới sạch clear mà nhé kinh cái kinh cũ lực tốt từ project nâng tập rung chẳng lực tốt nâng cứ đo liệt nâng ôi tới sát hơi sát ấy sát còn cài vì mình đã miễn sát na lực tốt từ vô dụt khi nha đi chẳng mình ta mình đầu tiên đã miễn sự cảm hợp hiếp lực tốt từ vô dụt chẳng hãy kịp đo liệt nâng đọc bò mình nụ lực tốt nâng từ áo sát hơi có một bàn ở clear mình nâng có một bàn prap ông bì ở từ ai vật thô đo liệt nâng ôi tới rung cái chiếc nâng thông một chiếc nụ tế ở tế chúng ta bây giờ ông cần ta sẽ bảo thêm tiết lực lưu mình cao vực hạt bằng to tiết lưu vực hạt tí bí công cử lệch mới là bao nhiêu mùi rốt tè nè rốt tè rốt tè chứ riêng chá lo chá lón chứ mùi nâng cận đừng cù một chiếc đoàn tiết rốt tè chứ riêng chá lo chá lón chứ mùi cận đừng cù ta bốc lực cầm chứ riêng chá lo chá lón phát đón lại cái nạp mà nú ôi tư ở vầy mình chạp đoàn tiết bốc lực cắm chứ riêng chá lo chá lo đo lẹ cả nạ mà nút tư ôi ở vầy mình chạp chứ lực trong cái đó bốc lực cắm chứ riêng chá lo chá lo đo lẹ cả nạ mà nút ôi tư ở vầy lực rú mình chùm lo ôi con bà ôn thư ca chứa rứa chùm lo có sạp ôi từ sát á chùm lại khó ôi từ vật thốt chùm lại cố rủ cái chết nâng chùm lại khổ thom mà chết là cái lúc mình chẹp đoàn tiết cả cá bia chuyên chói chlón đi đó là cái nặng ôi từ mình úp từ ở vầy có sát kho vật thốt cố rủ cái chết nâng khổ thom mà chết đối ní lúc cái lúc nâng tốc bê bằng tịch ôi phong phong tỏ khả nha thưa ca chưa được chung lời bà về lý của ban mặc đó, nó cứ chưa tha phong phong tỏ khả nha
nông ban chưa được chấm lại đôi tờ hơi ở lỡ con tờ ọc một tiếng tốt chấm lại chúng mình lục lưu tờ ọc nía chấm lại đại tâm tứ cứ chia chấm lại chấm lại chấm lại chấm lại khó vật thô ri ai chấm lại có nâng chấm lại cố nâng chấm lại khố chia chấm lại đại mình trăm tư tỷ được rồi mình chạm đoan tiết chấm lại đại tâm tứ cứ chia chấm lại khó vật thô mình chia chỉ được chân cái chấm lại đại tâm tứ cứ chia chấm lại khó áo tư vật thô mùi hạt ấy ban chỉ dương cho chấm lại khó dương từ mưa cá bộ sai từ ngọc nè bộ lực cám cứ chia vật thiếp đo lệ cả nã rồi bỏ mình đúc áo tư là cái vật thô không clear đi vật thô ấy kế cứ được tệ bịa mùi nãy chỉ bộ lực cám cứ bịa chỉ riêng chấm lại chấm miền tây mà nơi tây đại che chỉ riêng chấm lại chấm lòng cái nè phần tây là tây cố che chiến ấy ở tây còn ta kia tiếp tiếp xung lầy nhá tận đâu tận chấm mùi nó chấm riêng chỉ riêng chấm lại chấm lòng chấm mùi nó cả đằng cù nhá chấm chấm lại khó cứ chia chấm lại đại trâm trừ ao tư vật thổ đây mình ban ao tư sáp rồi cái chiết nắng thom mà chiết nụ tì đam mê ông cần tới chấp bát lục lưu miền khát bằng to tiết đờ lơ vật khát tịp bấy đàm sról rê róm tám trong vã ví dụ lục lưu mình chép đoan tiết á đàm sról rê róm tám trong vã ví dụ ta bốc lực cắm rê róm đi phật đó lẹ cả nạ mình nú ao tới ở vầy lục lưu mình chép đoan tiết á bốc lực cắm rê róm phật đó lẹ cả nạ mình nú ao tới ở vầy lục lưu mình chép đoan tiết ai cần thì chụp bá bốc lực cắm rê róm phật đó lẹ cả nạ mình nú ao tới ở vầy lúc đó mình chụm lại ôi bà ôn thuê ca chơi rứa chụm lại có sát chụm lại khó vật thó chụm lại cố rút cái chiết nâng chụm lại khổ thó mà chiết lúc đó mình chạm đoan tiết mình chụm lại bốn có sát khó vật thó cố rút cái chiết khổ thó mà chiết đôi ní lúc rút đang túc với bằng tịch ôi phong bôn thuê ca chưa đó chung lời bạc về lý của ban một đó là cứ chưa tha phong bồn tọa khnía ban chưa được chấm lái đôi ta hơi lấy con tọa khnía máu tiền toàn chấm lái chúng mình lục rú chấm lái đại trầm trứ cứ chia chấm lái cứ chia chấm lái cô rút cái chìt chạy đôi nhí chấm lái có chấm lái khó nâng chấm lái khổ chia chấm lái đây mình trâm trời tì chùm lại đại trâm trời cứ chia chùm lại cổ đàm sról rê róm tam chùm vạ ví dụ nè cứ chùm lại khó a chùm lại khó a chùm lại cố cứ rút cái chìt xong tông con đó đấy chùm lại đại trâm trời cứ chia chùm lại cổ hay là mấy ban chỉ dương vô chùm lại cố dương từ mưa cá bộ sai từ ngọc nè bộ lực cám cư chi vị thí đo lẹ cả nạp mà nú ao tới rút cả chiệt nửa bế ní cư ao tới rút cả chiệt rút cả chiệt mùi ná cứ bị thả đàm sról bộ lực cám lộ bó mà nú mùi ná cứ rê rôm chi lẹ cả nạp mà nú đại dương phụ đo ao tới rút cả chiệt đàm sról hỏi cư biết mặt bàn phụ đo từ lửa sát và thó rư có thò mà chiệt nụ tì nông lộ bạc mùi ní ná lấy đâm bay ở bọn cạnh tay chấm bằng thay em tiết lúc rưu miên vực hạt bằng tỏ tiết ở bọn thuê cả nó vót vực hạt tí buôn pre à tức bằng chênh công hứng pê thường ngày tròn nè pre à tức bằng chênh công hứng pê thường ngày tròn tha tờ bốc lực cám bằng chênh công hứng
ផ្ដល់លក្ខណៈមនុស្សឲ្យទៅអ្វី Lực lượng mình chạm đoàn tiết. Chúng lái miễn buôn. Có sát. Khó và thó. Cô rụ cái chiết. Nâng khổ. Thó mà chiết. Lực lượng nâng túc bê bằng tích. Ôi bà bọn thuê ca chưa rớt chúng lái. Và về vì lý của ba một đó nó cứ chưa tha phong phong tỏa khả ban chưa được chồng lái đuôi tử hỏi đội ní chồng lái này tâm trớ cứ chia chồng lái cứ chia chồng lái chồng lái khổ thó mà chịt đi ai chồng lái có nâng chồng lái khó chồng lái cố cứ chia chồng lái đây mình tâm trớ tì lực lượng mình chạm đoàn tiết chúng lại là tâm trái cứ chia chúng lại khổ thó mà chịt nè mình chia chỉ lực chống cáo chúng lại là tâm trái cứ chia chúng lại khổ thó mà chịt muốn là hạt ấy ban chỉ dương cho chúng lại khổ dương từ mưa cá bỏ sai từ ngõ kia còn đằng ấy là bộ lực cắm cứ chia vật thí đó liệt cả nã mình núp ao tới thó mà chịt bảy tật khi nít thì ao thó mà chịt bảy tật ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកំហឹងពេលថ្ងៃត្រង់ការបញ្ចេញកំហឹងមានតែមនុស្សទេប៉ុន្តែយើងផ្ដល់លក្ខណៈមនុស្សឲ្យទៅធម្មជាតិធម្មជាតិអីគេគឺព្រះអាទិត្យតែគ្រានេះមិនបានបង្ហាញប្រដល់លក្ខណៈឲ្យទៅសត្វវត្ថុឬក៏ទ្រុគជាតិនោះទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតលោកគ្រូនឹងធ្វើការសង្ខេបបញ្ញត្តិឡើងវិញបុគ្គលិកកម្មគឺជាវិធីផ្ដល់លក្ខណៈមនុស្សឲ្យទៅសត្វអីសត្វកង្កែប นะពាក្យលើកតបពីផ្ដល់លក្ខណៈរបស់មនុស្សឲ្យទៅសត្វអីសត្វកង្កែបនឹងផ្ដល់លក្ខណៈឲ្យទៅវត្ថុវត្ថុអីគេរទេះលើអីគេជ្រៀងឆ្លោយឆ្លងនឹងមួយទៀតឲ្យទៅរុក្ខជាតិលើអីគេរុក្ខជាតិធ្វើអីរេរមរេរមនឹងជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សអញ្ចឹងដើមស្រស់ជារុក្ខជាតិផ្ដល់លក្ខណៈរបស់មនុស្សឲ្យទៅដើមស្រស់គឺពាក្យរេរមនឹងចុងក្រោយផ្ដល់លក្ខណៈឲ្យទៅធម្មជាតិ đối ca bằng tranh cổng hắn còn là cái pro-pre-a-tích đối đấy mê riêng bộ cả lực cắm ban bằng chóp tay nơi bên đi.